cả nhà. Hân Hoan chào đón cả nhà đã đến với kênh YouTube của Hoa Lan Như Ý. Thì theo lời hứa, hôm nay em ý hứa sẽ lên một cái video về hàng tem đẹp và tem xuất sắc cho cả nhà mình cùng tham khảo. Mời cả nhà mình cùng theo dõi hết video để mình có thể sở hữu được một cái mặt bông đẹp nha. Hồi nãy giờ em làm được nửa đường rồi cả nhà, nhưng mà có khách điện cho nên là nó bị chặn lại video, ghép video cũng được. Nhưng mà em không thích ghép rồi nha, em thích làm một cái video từ đầu tới cuối cho nó thật chân chu. Mở đầu cái video này em sẽ lên hai cái cây mặt bông cực kỳ đẹp và cực kỳ ít trên thị trường. Dù nó là tem thôi nhưng mà nó đưa vô dòng tem đẹp và tem VIP cả nhà. Cái cây đầu tiên thì em sẽ chia sẻ cho cả nhà là một cái cây Bangkok Red. Thì cây này thì em chia sẻ với cả nhà, dòng Bangkok Red là thân nó khá là nhỏ, anh chị mình có thể cân đối trước khi mua cây này. Bangkok Red em chỉ còn một chậu duy nhất thôi nha cả nhà. Nếu như mà cả nhà ai có alo hoặc nhắn tin cho em thì nếu mà em báo hết thì hẹn cả nhà, khi nào về hàng nữa thì em sẽ chia sẻ cho cả nhà. Đây, tuy nó nhỏ nhưng mà nó có mèo hết rồi cả nhà. Không phải nó nhỏ đâu, cái dạng của nó như thế này. Có một năm em nhập cây về size nó còn nhỏ hơn nữa cả nhà, nhưng mà nó rất là xiên bông. Cây này thuộc cái dòng mà cái kiểu như mà nhỏ mà có vỏ, khung bông rất là tròn, màu sắc rất là sặc sỡ. Vừa rồi thì nhà em đem hai cái cây Bangkok Red đi thi Hội Lan ở Vũng Tàu á. Nói chung thi xong là bán luôn cả nhà. Vừa thi xong là bán luôn, tại vì sao? Tại vì nó quá xuất sắc đi. Mặc dù là tem đẹp, tem nhưng mà bán cũng 5-700 ngàn triệu chậu chứ không có rẻ đâu cả nhà. Cộng thêm cái bông nó quá xuất sắc và nó tổng thêm cái bông tem đó nó đạt giải nữa. Cho nên là nói chung là rất là vui. Và hôm nay em sẽ lên một cây cho cả nhà. Nhưng mà em báo trước với cả nhà, dòng này thân lá nó sẽ khá bé như thế này. Nó sẽ bé nha cả nhà, chứ nó không có to như những cây khác đâu. Đó, nếu mà to quá thì nó không phải là Bangkok Red rồi, bởi vì Bangkok Red thường thân lá của nó sẽ trung trung thôi. Khuôn bông tròn, màu sắc sặc sỡ, đậm đà, màu cực kỳ gắt luôn. Nói chung cây này chỉ dùng màu gắt thôi chứ dùng màu ngọt là sai cho nó rồi cả nhà. Màu gắt rất là nổi luôn và sặc sỡ luôn. 280.000 một cây Bangkok Red nha cả nhà ơi. Em chỉ có một cây. Đó, anh chị mình nhanh tay chốt cái cây Bangkok Red nha. Em có một cái cây mini của Đài Loan, chưa bao giờ em lên trên cái kênh YouTube này luôn. Em chia sẻ với cả nhà cái cây này tên của nó rất là hay và rất là đẹp. Tên của nó là Người Đẹp Khánh Minh. Em có một chậu Người Đẹp Khánh Minh đang đi hai hướng như thế này. Em chia sẻ với cả nhà là 450.000 một cây Người Đẹp Khánh Minh. Ở cái video hàng tem này, đơn hàng 3 cây trở lên em sẽ bao ship cho cả nhà. Còn tầm 1-2 cây thì cả nhà chịu khó chịu ship giùm em nha. Tại vì nếu như mình bán được số lượng nhiều thì mình sẽ mới trích ra được cái phần lợi nhuận, rồi mình mới có khả năng mình bao ship được cả nhà ha. Đây, rất là xuyên bông. Về cả nhà có thể kiểm tra những cái thân, nó sẽ nối đuôi nhau ra bông. Bông chùm, cánh sáp cực kỳ thơm nha cả nhà. Cánh sáp không phải là cánh sáp không có nghĩa là không thơm. Có những cây cánh sáp không thơm và có cánh sáp, có những cây cánh sáp rất là thơm. Trong đó cánh sáp thơm thì có cái cây Người Đẹp Khánh Minh này cả nhà. Nói chung là không hổ danh, người ta đặt cho nó cái tên là Người Đẹp Khánh Minh, rất là đẹp, rất là dễ thương. Và cái thứ cái ngon lành nữa là nó rất là xuyên hoa cả nhà. 450.000 một cây Người Đẹp Khánh Minh. Em sẽ có một cái chậu vua mèo chia sẻ cho cả nhà. Vua mèo này em nhập dạo thời gian gần đây, trộm vía được những anh chị miền ngoài ủng hộ vua mèo rất là nhiều. Vua mèo này em nhập lô lần này là lô thứ 3. Và cái lô thứ 3 này cũng là cái lô bự. Nói chung là trộm vía. Nói chung là trộm vía. Bà thường sao nhập hàng càng ngày càng tìm được cái vườn hàng đẹp, và càng ngày càng tìm được cái cây sai to. Cây vua mèo này thì hôm nay em lên chia sẻ cho cả nhà. Cái size này nó còn to hơn size hôm bữa nữa cả nhà. Vua mèo nhà em có rất là nhiều size. Size bé 160, rồi size vừa vừa 180, size to 200, rồi có những cái chậu to nó tầm vài trăm. Nhưng mà hôm nay em sẽ lên cái size 200 thôi để chia sẻ cho cả nhà. Size 200 này là một cái size nó cũng khá là to, vừa vui vừa túi tiền và vừa đẹp mắt nữa cả nhà. Nói chung là em sẽ lên một cái size tầm trung cho cả nhà mình dễ sưu tầm. Size tầm trung là tầm trung của tiền á cả nhà, chứ không phải là cây size trung cả nhà nha. Vua mèo này em chia sẻ cho cả nhà một cái chậu như thế này là 200.000. Vua mèo nhà ở đâu bán em không biết cả nhà, nhưng vua mèo nhà em bán em dám bảo đảm với cả nhà. Nhà em bán là vua mèo hàng Đài, mình cứ yên tâm nha, thuần vườn rồi cho nên mình cứ yên tâm. Vua mèo hàng Thái, bây giờ mà gọi là vua mèo hàng Thái nhập về thì cây nó chỉ dạng như là lá nó cao hơn cái ngón út tí xíu. Và cả nhà biết vua mèo cũng là một cái cây thân lùn. Và vua mèo đây, nhân đậy thì em cũng xin giải thích cái phần này luôn. Có những anh chị kêu là hỏi em là có vua mèo một lá hay không, thì em cũng xin giải đáp thắc mắc này. Vua mèo bản chất thật của nó là sẽ có cả một lá và cả hai lá cả nhà. Vua mèo không có phải là dạng một lá không đâu, tại vì vua mèo là một cây sưa, người ta đem cái máu sưa lai thì nó sẽ có cái máu hai lá. Cả nhà thấy những cái cây cát sưa không, hàng mặt tử nè, Protea nè, những cái dòng đó toàn là hai lá, người ta sẽ đem lai thì nó vẫn còn máu sưa.
thì nếu mà nó có máu xưa mới là cây vua mèo cả nhà. Còn nếu như mà nó không có máu xưa thì thật ra nó không phải là cây vua mèo. Cho nên những anh chị mà kêu em tìm dùm những cái cây vua mèo một lá thì em cũng, lúc đó là em cũng xin phép em từ chối thẳng luôn á cả nhà. Bởi vì cả nhà biết sao không, có những chậu toàn là một lá thiệt, nhưng biết đâu sau này nó ra cái lần thân lần thứ N thì nó sẽ ra hai lá thì sao, đúng không cả nhà? Nhưng mà trước mắt bây giờ em bán cho cả nhà là vua mèo một lá, sau này biết đâu nó lòi ra hai lá, chẳng khác nào em lừa cả nhà. Cho nên là em không dám và không bao giờ là dám nói với cả nhà là em bán vua mèo một lá cả nhà, không bao giờ. Bởi vì biết đâu cả nhà nó hứng nó ra thì nó ra lúc nào thân hai lá thì nó ra, chứ em cũng không biết nó ra lúc nào. Nhưng mà bản chất thật của cây vua mèo thì nó sẽ xen lẫn có cả thân hai lá và thân một lá luôn nha cả nhà. Đó, vua mèo em bán 200.000 một cây. Cả nhà yêu thích vua mèo em mời cả nhà mình cùng lên đơn nha. Em có một cái cây này, vua cương sơn. Vua cương sơn là nhà em bán hàng tách chiết, hàng thuần tại vườn, vỏ thông, rất là yên, cả nhà rất là yên tâm. À, cả nhà yên tâm mà công tác cái cây vua cương sơn tại nhà em. Vua cương sơn chiều cao nhà em bán sẽ tầm 30 hơn. Em bán một chậu vua cương sơn như thế này là 200.000 một cây, hàng thuần vườn rồi. Đây là một cái cây tem rất là đẹp của Đài Loan nha cả nhà. Nó là một cái hàng quốc dân, nên chơi và không nên bỏ qua. Đối với cái cây vua cương sơn này thì nó đẹp từ A tới Z, đẹp từng cm. Nó đẹp về cả thân lá, về cả hoa luôn cả nhà. Anh chị nào mà đã chơi vua cương sơn tại vườn thì chắc cú rằng anh chị sẽ biết cái mặt bông nó đẹp như thế nào và cái độ xuất sắc của nó như thế nào. 200.000 một cây vua cương sơn nha cả nhà. Rồi, em sẽ lên một cái cây màu vàng làm mưa làm gió trên thị trường và nó đang, nói chung là làm chao đảo biết bao nhiêu lòng người ở trên kênh YouTube của em luôn. Cây này là cây gì? Chia sẻ với cả nhà, cây này là cây chôm thông bích líp, một cái cây màu vàng lưỡi to rất là đẹp. Bích líp có nghĩa là lưỡi to cả nhà. Những cây nào, những cái cây cách ly da, cây nào lưỡi to thì người ta cũng gắn cho nó cái tên thêm cái chữ là bích líp, có nghĩa là lưỡi to, rất là to luôn cả nhà. Em có một cái cây chôm thông bích líp như thế này, em chia sẻ cho cả nhà là 180.000 một cây chôm thông bích líp. Anh chị mình thích siêu tầm chôm thông bích líp, em mời cả nhà mình cùng lên đơn. Anh chị có thể test thử, chỉ cần mua một cây thôi. Đối với cái cây này thật sự em tư vấn cho cả nhà là nên chơi. Nên chơi cả nhà. Có ví dụ như mà một cái video này cả nhà có thể bỏ qua hết, không mua cây nào, nhưng cả nhà phải mua cái cây này cho em. Mua cây này cho em nha cả nhà. Nó đẹp thật sự. Bông nó rất là to. Bích líp này bông chỉ cần nửa bói thôi mà cái bông nó rất là tròn, chỉ cần bói thôi. Riêng cái cây bích líp này mình chỉ nói đơn giản tới cái bông nở hoa nở bói thôi mà đã rất là xuất sắc. Còn nói về mà hàng thuần hay là hàng chậu to nữa, em nói cả nhà là chỉ từ một từ thôi. Chỉ từ mê tới mê tới mê tới mệt nó thôi cả nhà. Nó rất là đẹp nha. 180.000 một cây chôm thông bích líp. Anh chị mình thích siêu tầm chôm thông bích líp, em mời cả nhà mình cùng lên đơn. Rồi, em có một cái chậu đại cao hùng siêu đẹp như thế này. Đại cao hùng nhà em bán là siêu to khổng lồ luôn cả nhà. Đại cao hùng là một cái cây màu trắng lưỡi tím đứng nhất nhì. Nói về đẹp á thì nó cũng đứng nhất nhì trong cái dòng trắng lưỡi tím. Nói về to thì nó cũng đứng nhất nhì trong cái dòng trắng lưỡi tím. Và nói về thân to thì nó cũng đứng nhất nhì trong cái dòng trắng lưỡi tím luôn. Em có một chậu đại cao hùng xưa siêu to như thế này. Em bán 250.000 một chậu đại cao hùng. Anh chị mình thích siêu tầm đại cao hùng, em mời cả nhà mình cùng lên đơn. Đại cao hùng nở bói thôi tầm 14 tới 16 xăng. Còn nói mà nở đạt thì 18 tới 20, 22 xăng là chuyện bình thường. Còn nói về độ thơm của nó thì nó nở ra một cái là thơm hết xóm luôn cả nhà. Nó mà nở ra một cái là thơm hết xóm luôn. Rất là thơm, bông rất là bền nha cả nhà. Cây này nhà em nở mấy lần rồi, em dám khẳng định với cả nhà rất là thơm, bông rất là bền. Nở một cây là thơm hết xóm, từ đầu xóm tới cuối xóm hửi luôn á cả nhà. Thật sự nó rất là thơm. Nói từ đầu xóm tới cuối xóm hửi thì mình dùng cách nói quá thôi. Nhưng mà nếu mà gió thoang thoảng một cái là cái hương thơm của nó bay hết nhà. Rất là dễ chịu luôn cả nhà. Và đặc biệt những cái cây trắng thơm rất là dai. Rồi, lên một cây này cho cả nhà mình cùng sưu tầm. Bật mí với cả nhà, đây là một cái cây trong dòng Nakon Chai Sĩ. Cây này là Nakon Chai Sĩ Dark Orange. Nakon Chai Sĩ Dark Orange này em chia sẻ với cả nhà 180.000 một cây Nakon Chai Sĩ Dark Orange. Hàng này là hàng thuần vườn rồi. Đấy, nếu như mà cả nhà để ý cái bạn Nakon Chai Sĩ Dark Orange này nè, nó sẽ lá nó sẽ hay bị có những vết thẹo và như thế này nè cả nhà. Đó, 180.000. Lúc trước em bán size to lắm cả nhà, nhưng mà đó là size chậu tác phẩm.
thì giá 500-700 ngàn một chậu là chuyện bình thường. Nhưng mà hôm nay em lên cái lô này cho cả nhà rất là dễ sưu tầm, 180 ngàn một cây Nakon chay sĩ đắt orange đó. Cây này thì nói về màu cam thì cây này là màu cam lưỡi đỏ mắt vàng, cam mà nó còn phối với đỏ mà nó còn phối với vàng nữa thì cái thứ nào mà chịu nổi cả nhà, nó quá xuất sắc luôn. Nó đã nổi rồi nó càng nổi hơn nữa, nó toàn màu nổi không mà nó đi với nhau thì không có cái gì mà chịu nổi nó hết đó cả nhà. Nở thử cái bông đi là cả nhà chỉ có ghiền. Nhiều khi nở được một cái bông mình lại thấy tiếc, ủa sao lúc đó mình không mua hai chậu về mình chơi, mua có một chậu là tiếc chắc chắn luôn á. Nở cái bông này ra em dám chắc chắn với cả nhà luôn, mua một chậu là tiếc á, tại vì nó quá đẹp. Rồi lên một cái cây này cho cả nhà mình còn sưu tầm một cái cây màu đỏ. Cây màu đỏ này là cây Spraset. Spraset này em bán hàng thuần vườn. Nói chung đa số những cái hàng tem này nhà em thuần vườn là nhiều. Về đa số những cái cây nào về nếu như mà có thời gian hoặc là trồng kịp thì nhà em sẽ thuần vườn. Và như cả nhà đã biết, nhà em mà hàng mới nhập về ít lên bán lắm cả nhà. Trừ khi nhập hàng thuần vườn á, có nghĩa là tìm được một cái vườn nào ở Việt Nam thuần á thì em mới hay bán. Còn đa số mà nếu như mà nhập hàng Thái về ít nhất 15 bữa em mới bán cả nhà. Tại vì cái cây hàng Thái mà mình mới nhập về là mình nao nôn quá, mình ham quá, mình bán liền là cây nó sẽ không khỏe đâu cả nhà. Nó mới từ bên kia nó về, xong rồi nó từ bên kia nó về tới bà chủ nó, xong rồi từ bà chủ á lộn, nó mới từ bên kia nó về tới mình, nó về tới chủ nó, xong rồi chủ nó lại đẩy nó đi tiếp nữa, thì cái kiểu như con rơi con ghẻ cả nhà. Đó, như vậy thì nó không có khỏe cả nhà. Cho nên nói về hàng sơ dừa hay hàng vỏ thông gì cả nhà mua tại nhà em cứ yên tâm. Hàng Thái thì về em phải để test thử thêm một thời gian coi sao đó cả nhà, ít nhất là 15 ngày. Hàng sơ dừa ít nhất là 15 ngày cho nó quen khí hậu ở Việt Nam mình đi rồi mà em mới đóng thùng em cho đi tiếp, chứ không bao giờ về cái bùm cái mà em cho đi liền. Rồi, Spraset này em bán 180 ngàn một cây màu đỏ. Cây này khuôn bông thì quá đỉnh. Nói về màu đỏ sậm, khuôn bông của nó quá đỉnh luôn cả nhà. 180 và ưu điểm của cái cây Spraset nè, lá mới lên là lá nó sẽ đỏ tía, lá nó sẽ màu này ta gọi là màu gì ta, tím tím hả, nó sẽ tím tím như thế này nè cả nhà. Nếu như mà lá mới lên thì nó sẽ tím tím như thế này đó. Đây là ưu điểm của cái đặc điểm của cây Spraset. Và thân già nó cũng sẽ tí tí như thế này nè, còn cái thân mà dạng như chung chung vừa mới lớn nó lại xanh à, nó hay vậy đó cả nhà. Cây này thì cả nhà nhìn kỹ trong lưỡi thì nó sẽ có những cái đường ti ti ở trong lưỡi á, ngay chỗ bắt đầu từ cái đầu mũi nó sẽ ti 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 ngay cái lưỡi ra mấy cái đầu lưỡi, rất là đẹp, rất là dễ thương. Rồi em sẽ làm video tới đây, hy vọng rằng cả nhà sẽ sưu tầm được một cái mặt bông độc đẹp lạ. Nói chung tem em chọn là em chọn kỹ lắm cả nhà, cho nên mình cứ yên tâm. Rồi bye bye cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau nha. Bye bye cả nhà nha.